con suy nghĩ bắt con nữa. Con gì? Bắt con là nhỏ, nhỏ. Được gì? Để lấy cháo cho nó nguội. Ớt á. Đây, này, đây, đây rồi. Gạo cũng làm thế nào? Làm thế nào? Chén là cái này không? Chưa đủ cay à? Đâu, mắm cái gì? Một viên đây. Một viên đâu dưới này? Nước của mình nhé, anh nước bỏ. Tôi nước bỏ đây. Nước bỏ. Anh đều bỏ hết đấy. Ừ, chanh à? Chanh chanh. Có thì chanh cho gì? Riêng rút rồi, riêng rút rồi no. Ngoài kia anh cũng thỉnh thoảng cho một con ăn, nhưng mà quán ở ngoài đấy cứ leo theo lắm. Ừ. Ăn cũng đã, ăn không ăn được không ai được, không nhiều. Ngoan ngoan, ngon. Rồi, ăn chút mời anh thì anh thích. Cũng không cũng được. Mà nó làm chén à? Ba anh em mình cứ mở chai thôi. Cả ông em toán mà nó cưa một cái cưa ấy. Mà nó xuống từ bé lên. Ừ. Xe còn à? À, mấy khi anh phục vụ các chú hai người ăn rồi mời chú hả? Cháy gì mà cháy ăn no ngon thế này uống uống quyền lợi ngoài trách nhiệm ra không phải là quyền lợi của mình được uống ngon thế này kia uống vào ăn tiêu cơm. À. Anh là bắt bia bắt cháo. Cháo có bắt miếng này nữa này. Anh em bắt chú quá. Cho ăn 2 bát rồi. Ăn như thường luộc. Không hút mới là lạ. Mỗi lần về đây hút rất mới là ăn 2 bát. Bắt chú bắt cháo hoặc bắt chú bắt lượng miếng. Nói chung anh em ăn nhiều nhiều tí. Hôm nay 1 tháng 4 chứ chắc chưa có ăn đâu. Đắt nhờ. Nhớ các ông đi nhớ quán này, quán Long Tuyến ngày đấy rồi xe cộ này vào
đây là xe 37 hết, xe khách đâu, quán chả biết.